Vâng, Edo xin mến chào tất cả bác nhá. Thì mấy hôm nay như em thông báo rồi, hàng về liên tục, các bạn cũng phải có cả hàng xả và hàng về liên tục. Thì nói đến đẩy bã thì bên em cứ về lô nào hết lô đấy. Đấy. Thì hôm nay bên em tiếp tục về thêm những con đẩy đến từ thượng Mỹ. Đấy, Satanda. Rồi quá quen thuộc rồi, cả những anh em bán những dòng này quá nhiều rồi. Hôm nay em về được tổng cộng là 36 chiếc không nhá. 36 chiếc chưa dọn. Hàng chưa dọn luôn nhá. Đây, hàng nó về này. Đẹp nè, bụi bặm thôi. Cái bụi bặm này để may này mới hơi em xì sạch sẽ đi anh em nhá. Satanda model LA1800. Con này công suất rất là khủng, khỏe, bền và giá rẻ. Đấy là những gì mình nhấn mạnh. Cái này thì em ước lượng bán chỉ hơn 2 đồng một tí thôi. Giá nó vô cùng hợp lý cho các bác chơi, nghĩa là bao giờ rẻ hơn chỗ khác ít nhất gần triệu. Đấy, ít nhất đến hơn triệu. Ngày mai em sẽ review nhá về túi chuyên nhân giá. Nhưng thông báo bác chơi thì anh em chơi như này, anh em sự kiện này có hai quả súp đánh mặt, chiếc hầm này, dòng đôn bin. Nói đến dòng đôn bin thì quá quen thuộc rồi, đôn bin Kudo 218. Con này công suất nó là 2400W, cực đại là 4800W, giải từ 35 đến 150 kHz, độ nhạy đến 130-136 dB. Dòng này cực kỳ khủng. Xin thông báo quả này rất nặng đúng không nhá, quả này nặng hàng tạ, nên em cái riêng quả này chỉ gửi xe nó đủ điện chết tiền cước luôn, các bạn gửi xe tàu thôi, các thứ thôi. Hoặc anh em đến có thể đến kho em lấy. Hàng rất là đẹp, em chưa tút tát gì nó đã đẹp như này rồi. Các bạn cứ tưởng tượng hàng về chưa lau chùi trước gì nó đã đẹp như này rồi. Em về tổng cộng là được 4 cặp. Súp thì to xác lắm các bạn. 4 cặp thì trong đó là 3 cặp đôn bin và 1 cặp TB của Mỹ. 1 cặp TB bên trong kia sơn sần nhựa. Còn 3 cặp đôn bin này sơn sần vẩy sần. Giá trong này em chưa nhân, nhưng giá loanh quanh bán nó loanh quanh khoảng những cặp đánh sự kiện này giá rồi khoảng độ là 19 triệu rưỡi đến 20 triệu một cặp này. Cái dao súng bát của Ý anh em nhé. Quả này rất là nặng các bác nhé. Các bác nhìn cái thùng các bác biết rồi, thùng này sâu 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 428 80-90 phân rồi. Cái này xích xoát mét, sâu xích xoát mét, trời ơi. Và thùng này đánh sự kiện thì nói chung thùng này là súp này chuyên cho sự kiện, đánh phòng thì súp nó nhỏ hơn. Còn đây thùng chuyên cho sự kiện nên thùng rất là to. Đấy, đánh quả thùng rất là gấu luôn, ngầu luôn, lặng. Mỗi cái thùng này lặng tạ hơn tạ nha bác nhá. Cực kỳ lặng luôn, vẫn chuyển về tốn tiền cước lắm các bạn. Ngoài ra thì bác muốn rẻ hơn thì cũng là đôn bin đây, nhưng cái phân khúc này rẻ hơn, thùng nhỏ hơn một chút đây. Nếu bác nhìn này, nó sẽ thấp hơn. Thấp hơn, nhỏ hơn một chút. Thì giá nó êm hơn, giá con này rơi em đi dự định bán nó rơi khoảng 18, rẻ được hơn 1 triệu đến hơn 1 triệu một tí. 18-18 rưỡi đôn bin, cái giống cũng bát của Ý nhá. Bát bim si của Ý này, mai sẽ quay. Và một cặp TB cũng đẹp luôn, hàng chỉ bẩn thôi, bụi bẩn thôi, còn đâu đẹp. Nó sắc dòng TB thì cái sơn của nó sẽ sơn dần nhựa anh em nhé. Đây, nhà súp nhà em về là hàng tuyển luôn các bạn, riêng súp kép vì là ở đây đợi anh 10 phút anh về luôn. Cái dòng súp kép này là dòng đồ khá đắt tiền, nên bản thân em nhập về là em phải nhập cái dòng nó chọn chọn tí các bạn, chọn tí nó đẹp đấy, chứ không mạo hiểm đâu. Bờ nó mà xấu hay thế này thế kia thì báo cáo bác bờ bỏ đôi súp ra, bỏ tiền bác bỏ ra thì nó 18-19 triệu đôi. Bác cần nó đẹp zin em đấy thôi, em bỏ ra người tiền em cố thà em cố đắt thêm 1-2-300 nghìn em thà anh lấy hàng chọn còn hơn đấy. Nguyên tắc em làm hàng đấy, trừ khi hàng rẻ tiền là gọi là hàng cỏ, những cái đôi loa như BK kia gọi là hàng cỏ, những loa nó tầm độ khoảng 2 triệu đến hơn triệu gọi là bên em gọi là hàng cỏ. Còn đã đến hàng gọi là khoảng độ chục, hơn chục, 20-30-40-50 thì xin lỗi các bác là các bác không phải nói, các bác kỹ tính mà bản thân em cũng kỹ tính thôi đấy, nên em nói rõ một cái điểm luôn. Em làm hàng cái quan điều trọng so với thị trường em bán giá tốt nhá. Giá đôi này em bán khoảng 18-18 rưỡi đôi bin này, còn đôi to này đắt hơn này, đôi to này thì rơi 19 rưỡi này, 19 rưỡi đến 2 đồng em chưa nhân 20, em chưa nhân chính xác giá vì con này rất là gấu hơn này, thùng cũng to hơn nhiều này đấy, cứ vận chuyển về nặng đô lắm, thùng này chuyên cho sự kiện mà. Và bên cạnh đây thì bên em về được thêm là 46 đôi loa DJK. Con này sử dụng bát chép của Ý bác nhá, DJK. Cái sử dụng bát chép của Ý luôn anh em nhá, DJK. Cái dòng này thì anh em thị trường bán rất nhiều rồi, đây. DJK Audio. DJK Audio. Model của nó này, DJK KP910, phiên bản đời cao nhất này, công suất là 200-500W, kinh khủng, bắt anh em. Cái dòng này là đời nó đời 2020 siêu gần ạ. Trời ơi. Đời 2020 nhá, đời siêu gần. Qua đời 2021 này, trời ơi.
nhưng lẫn lộn bạn, 2020, 2021 có cả 2017 lẫn lộn. Nhà có 2020 có rồi, có 2014 có, nhưng cùng lô kiểu người ta lắp ở trong cái ba ra, người ta mua trước 1-2 năm hoặc là sản xuất ra 1-2 năm ấy. Hàng rất đẹp luôn mà nhá, tổng là 50 đôi. Có thể nói Hiếu Minh là đợt này về rất nhiều loa ngon cho anh em chơi đã bắt 2 năm nhé. Giá dự định Hiếu Minh bán rơi khoảng hơn 5 đồng. Giá đôi này Hiếu Minh bán dự định là hơn tầm 5 đồng rưỡi, 5 đồng tà, 5 đồng rưỡi một đôi này. 5 đồng rưỡi là 5 triệu rưỡi nhá anh em nhé. 5 triệu rưỡi đôi này. Còn Enne thì hết hàng rồi, Enne thì hôm nay em bán xả lốt này hết hàng rồi. Enne hết hàng rồi. Không quay đến đây Enne, Enne hết hàng. Nhà loa bắt 2 năm đợt này nó đang rất là cháy hàng, mời em về hàng cái bản đời gần đời cao này, anh em nhu cầu liên hệ em. Ngoài ra Hiếu Minh về được thêm 9 đôi to ngùng ngỗng này. Đô la JBL 615 sản xuất tại Mexico anh nhá, 615 MRX 615. Riêng dòng này đắt tiền hơn hẳn thì lại bọc cả túi bóng vào. Gửi về bọc cả túi bóng vào ạ. Những mày xước sát, mày xước sát bạn cũng kêu. Em bọc rất là cẩn thận luôn. JBL 615 nha anh em nhá. Được 9 đôi. 9-10 đôi anh em nhá. 90 đôi. Đấy, hôm nay Hiếu Minh tổng quan thì đôi này em đang bán ở mức giá là 26.500.000 đồng một đôi này, công khai giá luôn 26.500.000 đồng đôi JBL 615. Thì hiện tại JBL 615 MRX 615 thì để dòng loa bắt 40 đánh không gian rất là rộng từ 30, 35 và 40 mét vuông thì Hiếu Minh gần hết hàng rồi, thì hôm nay tiếp tục về được thêm 9 đôi nữa, em sẽ chia vào cửa hàng miền Nam cũng như miền Bắc để phục vụ anh em của bác. Đấy, thời điểm này về rất nhiều hàng hot và chất luôn, hàng về liên tục luôn, thì Hiếu Minh quay thực tế trực chiến toàn lô to, toàn lô hàng to về phục vụ anh em của bác. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh lô nhá. Kể anh em thì cái dòng xe súp kép từ này em về ấy, thì em dự định bán cả bát rời các bạn anh em ạ. Em tháo thùng ra em bán bát rời cho các bác. Anh em cần mua như là bát bãi xịn của Vimsi xịn nhá, tháo thùng liên hệ Hiếu Minh lô, em bán rời cho anh em, em bán thùng riêng và bát riêng được để cho cơ động, để có những bác ở trong miền Nam ấy. Tại sao phải có chính sách này? Tại có những bác trong miền Nam, những bác là gửi cước cao quá, cũng như bác trong Sài Gòn thì cước nó rẻ, cũng như trong Sài Gòn em gửi tàu cùng hàng nhà em vào ấy thì một đôi này vào em lấy cước cũng rẻ lắm. Còn trường hợp những bác ở tỉnh khác mà như Cà Mau, Bạc Liêu gì đó thì gửi một cặp súp này vào tiền cước thôi nó đã phải ba củ rưỡi đến bốn củ một cặp súp này, nếu gửi bưu điện bưu Việt Theo nó rất là nặng đô thì em sẽ tiến hành em sẽ bán bát rời riêng và em bán thùng riêng ngoài Bắc cũng được. Đấy, hoặc là những bác nào ở trong khu vực Sài Gòn Đồng Nai thì các bác lấy hàng thì em gửi vào cơ sở Sài Gòn cho các bác cũng được. Đấy, chuyên các bác đi sự kiện đấy, con súp này một chất lượng này. Bây giờ các bác tưởng tượng bác ráp gióng thành một cặp súp thôi, anh em gióng một cặp súp thôi, thành phẩm thôi nó cũng toàn hơn 20 rồi. Hay mua những cặp súp tàu thôi, hơn 20 thôi, thì mua quả súp bãi nó chất hơn nhiều, em khẳng định 100% luôn. Đợt này Hiếu Minh sẽ tập trung vào rất nhiều súp kép bãi, đợt này ôm rất nhiều luôn, súp kép bãi chất lượng cao phục vụ anh em cũng như các bác. Anh em có điều kiện, anh em gia đình có nhu cầu các mã sản phẩm, các mã loa thì liên hệ Hiếu Minh Auto, có nhu cầu lân cái đời đổi cát thì cũng liên hệ em nhé. Thì hiện tại như biết thì hầu như em đa số em ở kho thôi, nên là khi em quay clip ý, thì quay ở kho thì không gian nó được rất là xấu, nhiều hàng để kho đâu mà không gian rất là xấu, nhiều bác cũng không biết là Hiếu Minh cửa hàng như thế nào. Thì xin thông báo là Hiếu Minh hiện tại đang có 4 cửa hàng, anh em có nhu cầu ở khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên Hiếu Minh Auto nhé. Cả cơ sở sự kiện hay gia đình vậy, bên em luôn sẵn hàng của các bác anh em. Điều quan trọng là bên em là mức giá tốt, vụ bác đã tận lời. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ Hiếu Minh Auto nhá.